Chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng với các bạn cách làm món cơm chiên trái cây chay. Cơm có vị dẻo dẻo, giòn giòn mà vừa lại có các cái vị ngọt ngọt, chua chua của trái cây, rất là ngon. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện món cơm chiên trái cây chay này nhé. Đậu que 200g, chả lụa chay, nửa trái khóm, một trái cà chua, một ít nấm đông cô và vài cái trái chôm chôm. Ngoài các loại trái cây mà mình đã chuẩn bị thì nếu các bạn thích ăn cái loại trái cây nào thì mình cũng sẽ chiên cơm với các cái loại trái cây đó đều được. Nhưng mà mình chọn cái loại trái cây mà nó ít ra nước thì cơm của mình nó sẽ ngon hơn. Về phần gia vị thì mình chuẩn bị là ít cái củ kiệu, ngò, muối, đường, bột ngọt và cái bột chiên giòn. Bột chiên giòn này thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái loại nào cũng đều được. Và một ít dầu ăn. Để làm cái món cơm chiên trái cây thì nguyên liệu mà không thể thiếu được đó chính là cơm đó các bạn. Thì mình chuẩn bị ở đây là một cái thố cơm mình đã nấu xong. Mình nấu cái gạo nó hơi dẻo dẻo một tí. Và nếu gạo thơm thì càng tốt. Nếu như mà mình không có cái loại gạo thơm thì mình có thể nấu cái gạo loại thường, nhưng mình cho vào đó một ít cái cọng lá dứa thì nó cũng rất là thơm ngon. Thì đầu tiên với cái phần cơm này, mình sẽ nhặt các cái phần lá dứa này ra, mình bỏ đi. Tiếp theo, các bạn sẽ lấy ra 1/3 cái thố cơm này, trải mỏng ra cái đĩa. Thì cái đĩa cơm mà mình đã để ra cho nó nguội rồi đó các bạn, thì mình sẽ cho một ít cái bột chiên giòn khô vào và chúng ta trộn đều cái bột này cho nó quyện với cơm. Thì mình sẽ trộn đều cái phần cơm này với cái bột. Và bây giờ cái mùi thơm của cơm nó hòa quyện với cái mùi thơm của bột, tạo nên một cái hương thơm rất là ngon đó các bạn. Bây giờ mình sẽ mang cái phần cơm này mình đi chiên cho nó giòn. Và khi vớt nấm ra thì mình cho cái phần nấm này vào một cái tô nước lạnh ngay. Tiếp tục mình sẽ cho cái phần đậu vào, mình cũng chần sơ qua nước sôi. Và mình cho cái phần đậu mình vừa luộc chần vào cái tô nước lạnh. Cái phần nấm đông cô thì bên dưới này nó có cái chân nấm, thường nó làm cho cái nấm cứng. Thì mình sẽ cắt bỏ cái phần này đi, sau đó mình cũng sẽ sắc thành hạt lựu. Và đây là toàn bộ các cái nguyên liệu mà mình đã sắc hột lựu hết rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chiên cái món cơm chiên này nhé. Thì mình đợi cho chảo nó thật là nóng, thì mình cho khoảng một cái chén dầu này vào. Khi dầu ăn của mình đã sôi thì mình sẽ cho cái phần cơm có tẩm với bột chiên giòn này vào để mình chiên.
Vì mình sử dụng cái lượng dầu ở đây nó ít, cho nên mình chia cái phần cơm này ra làm hai lần để mình chiên nhé các bạn. Và khi chiên cơm thì mình chú ý là lửa phải thật là nhỏ thì cái hạt cơm mình chiên ra nó sẽ giòn ngon hơn. Thỉnh thoảng thì mình cũng dùng cái sạn để mình xới đều cái phần cơm ở trong chảo. Bây giờ cái phần cơm mình chiên nó đã ngon rồi. Và đây là cái phần cơm mà mình vừa chiên xong đó các bạn. Đợi cái phần củ kiệu này nó vừa vàng tới là mình cho nấm đông cô vào xào đầu tiên. Mình sẽ cho toàn bộ các cái nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị vào. Tiếp theo mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vào, nửa muỗng cà phê đường, và mình đảo đều cái chảo này lên. Sau cùng là mình cho nửa muỗng cà phê bột ngọt vào, đảo cho nó đều. Và cuối cùng là cho một ít tiêu vào và ta tắt lửa đi. Tiếp theo mình sẽ cho hết cái phần kiệu mà khi nãy mình còn để dành lại đó vào phi chung. Cũng đợi kiệu cho nó vàng. Thì mình sẽ cho hết cái phần cơm mà mình đã chuẩn bị khi nãy vào để chiên cơm. Mình ấy cho cái cơm này nó tơi ra nhé các bạn, vì mình nấu cơm gạo dẻo đó, thành ra nó không có rời ra được. Tiếp tục là mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vào, cho nửa muỗng cà phê đường vào, đảo chung với nhau. Khi cơm của mình nó đã thấm đều với gia vị thì mình cho cái phần mà mình đã xào khi nãy vào, nấm đông cô và các phần trái cây vào, xào chung với nhau. Và mình xào như vậy cho đến khi nào cái phần cơm này nó đều với cái phần trái cây là được ha các bạn. Vì mình xào chung với trái cây cho nên mình không có xào quá lâu thì nó sẽ không có được ngon. Khi mình thấy cơm mình nó đã đều rồi thì
mình sẽ cho cái phần cơm mà mình chiên giòn hồi nãy vào đó các bạn. Thì đây là phần cơm chiên và mình cho chung vào, mình trộn đều lên luôn. Và sau cùng thì mình mới cho bột ngọt vào và mình trộn đều. Sau đó là mình cho tiêu vào và có thể nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của mình. Bây giờ mình sẽ đi trang trí cái đĩa cơm của mình trông thật là đẹp mắt. Thì mình sẽ cho cơm này vào trong một cái tô. Và mình có thể mình đè cho nó. Và mình có thể mình dùng cái muỗng để mình đè cái phần cơm này cho nó chặt xuống một tí. Sau khi cơm mà mình đã nhận vào tô rồi thì mình sẽ úp ra cái dĩa. Thì cái phần khóm này là phần mình chừa lại khi nãy đó các bạn. Mình sẽ sắc nó mỏng ra như thế này. Và mình sẽ cắt cà chua như thế này nhé các bạn. Thì mình sẽ cho khóm vào chung quanh cái đĩa như thế này. Và cái trái cà chua thì mình sẽ quấn vào như thế này để làm thành một cái hoa. Sau đó mình sẽ đặt lên trên cái dĩa cơm. Và dĩa cơm của mình nhìn giống như là một cái chiếc nón, rất là dễ thương. Như vậy là mình vừa chia sẻ cùng với các bạn cách làm món cơm chiên trái cây chay giòn giòn, thơm thơm của mùi trái cây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.